Những ngày cuối năm, làng nghề mến rong truyền thống Cự Đà lại tất bật chuẩn bị hàng cho dịp Tết Nguyên đán. Nhiều hộ sản xuất cho biết, năm nay thời tiết ít mưa, nhiều nắng và gió, nên chất lượng miến cũng được đánh giá là ngon hơn so với mọi năm. Từ đầu tháng 9, gia đình anh Đạt đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để sản xuất vụ miến Tết. Tuy nhiên, thời gian cao điểm nhất là vào khoảng giữa tháng 11 đến giữa tháng 12 âm lịch hàng năm. Để cung cấp đủ miến cho các đầu mối, ngày nào cũng vậy, 4 người trong gia đình anh Đạt cùng với 9 công nhân đều phải dậy từ 3 giờ sáng để làm việc. Đến 6 giờ chiều, công việc mới xong. Trung bình mỗi tháng, một hộ sản xuất như gia đình anh cung cấp ra thị trường được khoảng 10 đến 15 tấn miến. Gia đình nhà tôi thì là đủ điều kiện để sản xuất ra những cái sợi miến chuẩn, đảm bảo an toàn thực phẩm cho bà con tiêu dùng. Trong sợi miến ngon thì nó đạt rất nhiều yếu tố, từ chọn lọc bột nguyên liệu đầu vào kỹ càng và ra sản phẩm, làm sao mà cái sợi miến khi cho vào tiêu dùng thì nó sẽ trong và mềm, dẻo dai thì là sợi miến ngon. Hiện đang là thời gian cao điểm để làm miến, nên tại hộ sản xuất nào, không khí làm việc cũng hối hả, tất bật. Vài năm trở lại đây, nhiều gia đình đã đầu tư máy tráng, cắt, sấy tự động. Chỉ còn một vài công đoạn thực hiện thủ công, nên công việc của người dân cũng đỡ vất vả hơn. Từ mỗi hộ sản xuất một buổi tráng là 2 ngày thì chúng tôi có thể sản xuất ra được khoảng 1.500 cân miến cho một hộ sản xuất. Và hiện nay như ở làng chúng tôi thì nó có độ khoảng, hiện nay có khoảng 15 hộ sản xuất lớn như thế này. Thì cứ thay đổi nhau thì cứ cách 1-2 hôm, hoặc có nhà ít thì 3 hôm, hoặc đến 4 hôm để tráng được một mẻ. Thì cái số lượng ước tính thì nó cũng đạt vào độ khoảng mỗi một hộ trong một vụ Tết này thì nó độ khoảng 30 mẻ. Tức là 30 mẻ thì nó tương đương vào khoảng 45.000 cân miến, 45.000. Làng nghề miến rong Cự Đà hiện còn khoảng 20 hộ gia đình đang duy trì sản xuất. Mỗi năm cung ứng cho thị trường hàng trăm tấn miến thành phẩm. Ngoài việc chú trọng đảm bảo chất lượng sản phẩm, vấn đề an toàn thực phẩm cũng được chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Kiểm tra về cái môi trường của các nhà lò, rồi cái vệ sinh an toàn thực phẩm là về cái chất lượng của cái nguồn bột. Thế rồi là trong cái quá trình sản xuất là nó có đảm bảo vệ sinh hay không. Đấy, đòi hỏi là phải có một cái không gian, đấy, đòi hỏi là phải có những cái có như vậy khu vực để mà phơi miến đấy, cũng nó cũng phải đảm bảo. Đấy là một trong những cái mà tiêu chí mà chúng tôi thành lập đoàn kiểm tra, chúng tôi cần phải tập trung để có như vậy là kiểm tra đến. Lãnh đạo xã Cự Khê cũng cho biết miến Cự Đà đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận thương hiệu. Đây là điều kiện thuận lợi để giữ vững được thương hiệu miến của địa phương này.